Độ hiếm có khó tìm của trầm. Trầm được sinh ra từ những vết thương của thân cây gió bầu. Nhưng không phải thân cây gió nào cũng có trầm hương, kỳ nam. Mà tới hơn 1.500 cây gió mới tìm được một cây có trầm. Đặc biệt tìm trầm phải trải qua rất nhiều khó khăn. Chính vì giá trị to lớn mà trầm mang lại, nhiều người ôm mộng lên đường tìm kiếm trầm hương tự nhiên, bất chấp mọi khó khăn, nguy hiểm nơi rừng thiêng nước độc để mong đổi đời. Những con người đi tìm trầm phải trải qua bao nhiêu thử thách của mẹ thiên nhiên, sông núi nghìn trùng, rừng sâu nước độc rất khó lường. Trầm hương càng quý, càng lâu đời càng nằm sâu trong rừng, những ngóc ngách nguy hiểm và khó tìm. Những khó khăn trước mắt có thể thấy như thú rừng ăn thịt, bệnh dịch, thiếu thốn thuốc men, lương thực. Vì thế, không chỉ phải xa gia đình hàng năm trời, mà họ còn có nguy cơ phải bỏ mạng. Nếu ai đó may mắn có thể mang được thứ gỗ quý về thì cơ may bạn sẽ đổi đời. Nhưng nếu không thành công, mạng sống là điều rất có thể sẽ bị đánh đổi. Chính vì vậy trầm hương đã quý, lại càng trở nên có giá trị hơn. Có thể trầm không chỉ thu hút vì sự hình thành huyền bí và lâu đời của nó, mà còn bởi chính sự kỳ công, gian khổ mà những người phu trầm mang lại.